Hello anh em, và chào mừng anh em đã trở lại với channel của kênh à. Nàng gì nó không biết nó đâu rồi anh em. Nãy giờ sáng giờ tôi gọi nó ngủ hay gì á. Hôm nay là có hai cô đây đàm đạo mọi tôi nè. À. Dạ chào cô. Dạ. Cô tên gì cô? Con tên là Nhà Ngọc. À Nhà Ngọc. Dạ còn cô tên gì cô? Cô Hòa. À cô Hòa. Sáng giờ tôi nhớ cô Hòa với cô Nhàn ngồi đàm đạo quá trời anh em đó. Bởi vậy mà giờ Vinu hôm nay là hôm nay tôi tính đi cho anh nhận đức anh em. Ở biết cho anh gì giờ để tôi lên tôi nói Vinu mới cho anh gì. Sáng giờ gọi Vinu cái chục cuộc luôn mà nó mất máy anh em. Vinu có cái tính là anh em biết sao không? Vinu có cái tính là hả ngủ quá chịu đó anh em. Tôi gọi sáng giờ quá trời không thấy bắt máy. Giờ phải lên tận nhà Vinu tôi kêu nó vậy mới được anh em. Ok để xíu tôi lên nhà tôi kêu cho anh em coi nha. Dạ bye bye hai cô nha, con lên kêu bạn con cái. Dạ bye bye cô. Dạ rồi. Đó, tôi đang vô nhà Vinu nha anh em. Ở đây đây mẹ Vinu là làm nghề thợ may mặc nha anh em. Ở đây xe của Vinu nè anh em. Đó, xe ông nội Vinu để ngoài kia thì tôi kế bên. Chưa dậy luôn em. Đây là chìa khóa xe Vinu anh em. Đây là móc khóa có đèn 40k tại shop BB2 nha anh em. Cái sở quảng cáo này. Một cái đường lên nhà nuôi cho nó nè. Dạo này Sài Gòn nóng quá nè. Lên nhà Vinu có máy bật mà tôi xỉu luôn á nè. Nu ơi. Ê, trước khi lên nhà Vinu là tôi phải né cái này chết nè. Đi đụng đầu chết. Đi đụng đầu chết luôn anh em. Đó ok. Giờ tôi sẽ lên phòng Vinu và tôi review cho anh em coi. Vinu đâu ta? Trên phòng nó nè. Mà nó không biết đâu nữa. Cầu thang khó lẻo chết luôn. À anh Nu đang ngủ đây anh em. Trời ơi sáng giờ tôi gọi hơn chục cuộc mà giờ chưa dậy nữa giờ đang ngủ anh em chán thiệt. Trời ơi đàn ông con trai mà chơi kitty anh em chết luôn rồi. Cha cái phòng anh Vinu rất là đẹp luôn nha anh em. Trời ơi có cái laptop rồi. Nói chung là không biết Vinu dọn phòng chưa mà tôi thấy nó cũng hơi bừa bộn anh em nhé. Để giờ khiên Vinu dậy. Nu ơi! Nu ba cái ti! Dậy bạn ơi! Sáng... Dâu qua sớm vậy ba? Trời ơi! Sáng giờ để bạn làm liếm mà bạn kỳ quá vậy? Gọi bạn chụp cú luôn bạn mắc máy là sao? Cái máy bạn đi đâu rồi? Thôi dậy dậy ba! Dậy ba! Hôm nay làm liếm... Hôm nay không biết làm liếm gì ba? Bởi vì không biết làm liếm gì giờ là... Dậy đi suy nghĩ tưởng cho nên đứt cái. Dạ hả? Lâu quá không cho nên đứt ba. Cho anh đứt xem mặt là đẹp nha. Thì hôm nay người nói có đi bữa trưa nè đi chơi vậy mà đồ đẹp xíu mà chơi gái hả? Chơi gái ba bậy bạ không hả? Vậy đi tức má đem đi dễ đi trời ơi chưa. Làm gì ngủ vậy? Xong rồi hả ba? Rồi. Đợi ba lông chết luôn à. Trời ơi, có 2 tiếng đồng hồ. Trời ơi, 2 tiếng. Đi vậy lâu dữ ba. Sáng nào cũng phải tiếng 45 phút với bạn, rồi 15 phút tắm nữa. What? Tháng mày này, thôi đi. Trễ giờ. Vợ quán nhận đứt. Cái gì? Chạy nữa hả? Chứ mẹ gì đâu. Khoan, đi ăn sáng chứ là ba. Sáng giờ tôi đốn chết luôn. Đợi ba hết thời gian. Cha, vậy đẹp ta. Ghế ba. À thôi cái này bỏ đi. Thôi đi. Ok giờ tôi với Vinu sẽ đi ăn sáng nha nè. Đâu quay qua hết rồi. Rồi tôi nãy bỏ trong cặp chưa? Rồi bỏ hết rồi nè. Tôi Vinu nè gom hết. Quân sĩ. Quân sĩ đem chi ba. Đó nha Vinu rất là nguy hiểm nha anh em. Bởi vậy đó tôi sợ nhất là anh em. Lướt cái đầu qua cái. Đó ba Vinu. Qua rồi hả? Quen rồi đâu có sợ đâu. Vậy hả? Ê đó vừa. Cái nhà mình mà trời đập thêm cuốn. Trái bạn tôi thiệt. Nhà bạn mà làm như xa lạ. Ủa rồi cái phòng này có ai luôn. Làm gì vậy? Phòng của người ta đó. Ủa dạ phòng ta hả? Thầy biết đâu. Phòng của bà chị. Xuống này. Tôi nóng quá tôi chịu hết nổi. Đợi cho luôn sáng giờ. Ủa mẹ nó đâu luôn. Mẹ mình đi đâu rồi bạn ơi? Đây nhà Vinu có một con bét. Con này giữ không Nu? Hiền lắm hả? Hello. Đô. Con này nhìn hơi ngáo anh em. Đô à? Đô à? Đô. Ê, nó gừ kìa ba.
Tụi tôi mới có xe nhậm nước xong bây giờ. Hai tôi sẽ đi ăn sáng nha. À, còn ổng đi đâu rồi? Dạ ăn trưa luôn ba, ăn sáng gì nữa, đợi ba tới trưa luôn. Gì? Mới có 12 giờ sáng rồi mà. Đó, 12 giờ sáng rồi. Chết tụi bạn ơi. Ê mà giờ ra được phải đeo khẩu trang vô bạn ơi, dịch. Sao bạn đeo nón vô? Quên ba. Con bán lượm xe tôi thì sao? Xe bạn mà, phát xe mình đâu, ví dụ con mang lượm xe bạn đúng không? Mình chạy trước bạn. Trời. Ê, tụi biết có chỗ này bán bún thịt nướng ngon ba. Lên chỗ đây. Nào? Lên đây nè. Không đợi đón nữa ba. Kệ đi. Ok anh em, hiện tại tôi với Vino để tới quán ăn rồi nha anh em. Dạ trong đây rất là kiểu tụi mình nói chuyện nhỏ xíu anh em, chúng mình nói chuyện lớn quá, người ta đập vô mặt. Đúng đúng rồi, ăn sáng mình ồn. Thầy đó, ăn sáng không có được ồn anh em hiểu không? Đúng. Mới nói không có ồn mà ồn dữ vậy ba. Nhỏ thôi. Ok. Ok. Nè tôi với Vino kêu bún thịt nướng anh em. Chỗ này rất là ngon, có 25.000 một tô thôi. Mà kiểu bún đúng nhiều, thịt đúng nhiều, chả đúng nhiều. Bởi đó anh ơi. Habia đó. Đó, đây một tô là 25.000 nha anh em. Đó rất là ngon. Đó, ê, cái này của mình bạn ơi, còn này của bạn nè. Đó, của Vino là có thịt cẩm nha anh em. Còn của tôi là chỉ có thịt với chả giò thôi. Ok, tôi ăn nha anh em rồi. Sau đó tôi sẽ qua nhà Đức. Trời ơi. Ok anh em. Tôi với lại mới đi ăn sáng xong. Mới chạy xe vô shop luôn. Bây giờ chạy xe vô rồi. Rồi mình vô chẳng mình cho ông Đức cái gì đây? Hay là chế ác xíu ba. Vô cho anh đốp, đốp shop ổng. Trời ơi. Dạ, sao nữa? Hả? Công an bắt đó. Ờ ha. Hay cho anh về nhẹ nhẹ luôn. Không biết suy nghĩ gì vậy ba. Nó thấy cái cửa đâu? Ờ. Mình bứng lên. What? Rồi đem bán cho trai. Ông bứng nổi ông bứng ba. Cửa nặng lắm á, sao bứng? Nó bỏ. Giờ làm gì ta? À, biết nè. Sao? Bây giờ mình vô shop mình kiếm gì mình ghi cái bảng nè. Hôm nay shop đóng cửa. What? Ê, hợp lý mà. Nhưng mà thí dụ mà ông Đức không bán được gì trong ngày hôm nay, ông bắt đền mình coi. Không có đâu anh em, làm YouTube lâu nay à, chứ sao đâu. Đi vô. Vô. Vô kỹ ba. Vô đây nè. Chặt quá. Đó, vô thấy thần như cửa mon đó kìa. Hello. Ừ, bạn em ơi. Mình cho Đông Đức mà, mình phải đi nhẹ nó khẽ. Đúng rồi. Ê, mày sớm có ai vậy ba, mà sao bật đèn hay ghê vậy? Trời ơi, cái sớm không bật máy lạnh nữa ba, nóng quá. Trời ơi. Ê. Hả? Vậy giờ ông Đức ăn trong phòng hay trong kia vậy? Tôi nghĩ đang trong kia á. Ôi. Hả? Trong phòng chứ, trong kia sao mà mình vô mà lấy đồ được. Ờ ha, không đi vô kiểm tra thử ba. Đi. Nhỏ ba. Trời ơi, đau đầu. Vậy là Đức trên phòng. Dạ. Giờ kiếm cái bảng luôn luôn. Giờ kiếm. Ui. Lấy cái này xuống. Lấy đó ghi ha. Rồi ghi lên. Bậy bạ không ba. Lấy cái đó làm Đức chửi chết bây giờ. Trời ơi. Ê, lấy khác cái bạ. Đâu rồi. Đó, ấy, cái này nhỏ đông quá. Đông. Đà, ê, hình như cái này nhỏ lắm chứ, cái này bự bự đi. Cái này là quyển sổ của Mia ba. À, gì? Ở shop mình nhiều thùng cái tông dư lắm đi. À, vô. Khỏe thôi. Dù. Lấy cái đồ gì cắt đi. Thôi, ghi trên sao bôi. Hả? Khỏi bôi. Khỏi bôi làm Đức chửi thấy bạn luôn các bạn. Dạ. Đó nè. Trời. Cái này thùng mới đó bạn. Để gói hàng đó. Nhưng mà gói thôi mà đâu sao đâu. Vậy lên khổng thử ha. Ê. Điên à. Bậy. Nè, không nè. Giờ thấy này nè. Đó, cái này không xé được nè. Mà sao không lấy chiếc lông viết lên đây cho nó bự. Ôi, rồi sao bôi, lỡ chiếc lông nó không ra sao? Lấy xăng bôi. Được không? Được xong. Thôi chơi bạn, đi.
Ok anh em. Đó giờ tôi là không có lấy cái này nữa nha ba. Lấy là chết cái này. Ờ lấy cái này nè. Thì tôi suy nghĩ kỹ rồi. Ok giờ suy nghĩ chữ à. Hôm nay. Hôm nay. Hôm nay. Ghi đi ba, làm gì? Ừ phải đo form chứ bạn. Trời ơi em đủ chữ rồi sao? Ờ rồi rồi. Mình phải kỹ càng. Hôm nay. Nè, hôm nay nè. Shop VV How tạm nghỉ. Tại sao không ghi là hôm nay shop tạm nghỉ cho nó ngắn gọn? À, hôm nay shop tạm nghỉ. Ok. Thôi ghi đi bạn. Ghi ba. Chữ làm H, gì vậy? Chữ H viết sao vậy? Chữ H hả? À, chữ M rồi chữ Y á. Chữ M rồi chữ Y. À. Em thấy không? Thời tiết Sài Gòn bây giờ nó rất là mát luôn nha anh em. Đó, tôi ngồi đây có xíu mà anh em coi nè. Đó, đó, nó này nè. Đó nè, đó có như vậy hay chứ như anh em. Sài Gòn mát lắm, bởi vậy tôi ngồi tôi quay lý cho anh em nè, không bật máy lạnh nè, đó. Đó, ngồi mát lắm anh em. Đó. Rất là mát luôn nha. Đúng luôn. Rất là mát luôn nè, nhìn nè, nhìn tay. Đó, người mát người, lắm. Mát lắm tại luôn. Tại vì có mồ hôi nên là mát lắm. Ừ, mát lắm anh em. Bởi vậy anh em hãy thương tôi, cho tôi một like, một subscribe nha. Ok anh em, đó video ghi xong rồi nha anh em nè. Chưa có xong. Tôi không dám hỏi nữa không? Đang đồ để cho nó đều đều chứ. Đó, cái này là mất ra nửa tiếng hồi nha anh em đó. Tại vì mình phải đồ cho nó đều. Chi ba? Cho nó bự lên thì người ta mới thấy cái chữ nghỉ đó. Người ta không có vô. Ê, bậy bạ không mà, liếu liếu. Chi y nè. Đó, xong rồi. Cái dấu chi y nè, xong rồi dấu hỏi nè. Ok bạn ơi. Quay thường vô trong thang đó bạn. Trong thang à. Trong thang gì bà? Vô trong thang nè. Từ nha, sắp xong rồi. Tổng cộng là 45 phút bây giờ. Đồ có cái chữ mà tôi muốn buồn ngủ luôn anh em. Ý. Nóng quá giờ sao đó. Nóng quá thì lấy cái bạc của chị V ha. Nãy giờ. Nãy giờ. Nhìn nó bị hư rồi bạn ơi. Nè anh em. Đó. Thiên đường là đây. Ok. Ê, giờ sao nữa? Ê. Giờ sao nữa ba? Hả? Giờ sao nữa? Hả? Vậy dán đó, dán chữ shop kìa. Ủa mình cho anh Đức mà. Ừ. Thì phải cho anh thấy cái bảng này. Giờ sao cho anh Đức thấy? Thì để đây. Đâu phải dán ngoài chứ. Đúng không? Ê. À. Thì dán ngoài. Ok. Ây da nắng quá đi trời. Đó. Giờ không dán ở đâu cho tôi cho nó thấy rõ. Đó dán nè. Đây không cần dán luôn. Ừ. Không cần dán nữa anh em. Đó để vậy đi. Hôm nay shop nghỉ nè. Rồi sao mình ra vô đây. Không lẽ mình đứng ngoài luôn. Dán nắng vậy hả? À. Vậy ừ. Thôi. Thấy ngu. Thôi dán đi ba. Hay là mình để đây đi. Không được. Dán như nè. Rồi sao mở cửa ra vô. Thì dán đây. Hả? Đó. Rồi. Rồi dán. Tốc độ bạn ơi. Đây là kinh nghiệm. Cứ nắng lên em. Nắng quá. Kinh nghiệm gói hàng đóng gói shop BBB bấy lâu nay đúng không? Đúng nhiều bạn ơi. Đó. Rồi chỉ cần dán hai lớp thôi bạn ơi. Rồi dán vậy đi rồi. Rồi ok. Dán nhưng mà câu được. Rồi. Rồi đó. Rồi vô rồi. Bạn ơi nắng quá nè. Chịu hết nổi. Bạn ơi mình không phải là cái shop bạn ơi. Từ từ. Tôi nghe nói cái gì nè. Dán cái mặt á. Rồi nó sẽ dính luôn. Rồi. Bạn okay. Mất dạy. Ok vô. À bây giờ đi vô. Thấy cái đường đâu mà vô nhỉ. Bạn. Bây giờ mình sẽ làm gì đây? Bây giờ tiếp mình theo mình sẽ đợi đây. Đợi anh Dúi viên Mia về. Ủa xong đợi anh Đức mà đợi anh Dúi Mia. Về đâu? Thì cho lên dưới với Mia chứ gì. À là sao? Là hai người đó vừa tới. Đúng rồi. Cái người hai đó thấy cái bản mình. Ừ. Xong người ta đi. Đúng rồi. Đi luôn. Rồi còn khách. Khách cho khách đi chứ. Thì luôn hả? Thiệt chứ. Giờ này tiếp gì bà. 12 giờ mấy rồi. Tiếp gì tầm này nữa. Ok. Ừ. A few moments later. Cha.
chết. Thôi, thôi chạy 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 lẹ lẹ lẹ. Ủa Mia, sao hôm nay đóng cửa vậy? Ủa anh Đức, qua anh Đức nhắn em kêu là qua đây mà anh. Ờ, anh cũng biết nữa. Nhưng mà cái bạn để sớm nghỉ kìa. Trời, nay chơi lớn vậy sớm nghỉ luôn. Rồi vậy giờ anh sao? Em không biết, thôi mình đi về. Giờ mình đi đánh pizza. Ok, pizza. Ok, đi đánh pizza, quay đầu xe. Nhẹ mới vui á anh em đó. Đúng vậy. Ừ, lâu lâu cho anh trai cho vui chơi. Ôi, anh Đức bực với mặt ngơ quá không biết gì hết trơn. Thì đó, mặt cũng ngơ luôn đó anh em đó. Tự nhiên xuống cái shop vắng tanh không nhìn gì hết trơn, không khách luôn. Ra đứng trước cửa không biết chuyện gì đang xảy ra luôn nè. Đó, lắm đó, ok anh em. Đó thôi. Nãy giờ clip hơi dài rồi anh em. Tôi với Nu cũng xin kết thúc clip tại đây luôn anh em. Rồi. Đó. Chứ ở đây hoài nguy hiểm lắm anh em ơi. Đúng rồi. Nếu anh em thấy hay hãy cho tụi tôi một like và subscribe nha anh em. Đúng vậy. Ừ, còn bây giờ thì bye bye. Tạm biệt. Nhớ ủng hộ kênh YouTube Vlog nha.